chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 100 doanh nghiệp Indonesia và Việt Nam tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ số toàn diện trên lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn hiện nay là trình độ và tiềm lực kinh tế của người nông dân. Khơi dậy sức sống của ca trù tại ngôi làng cổ Đông Dương, tỉnh Quảng Bình, khi trong suốt hơn 10 năm qua, cộng đồng tại đây đã tham gia vào việc gìn giữ ca trù một cách rất có trách nhiệm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 24 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Cạn nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách của tỉnh này. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành trung ương phải quan tâm đúng mức tới Bắc Cạn, tỉnh nghèo nhất cả nước, nhằm tạo ra một cú hích cho sự phát triển của địa phương này. Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số hộ nghèo và gia đình chính sách ở huyện Bạch Thông. Với dân số trên 300.000 người, trong đó 90% là dân tộc ít người, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều của Bắc Cạn hiện chiếm tới 1/3 số hộ trong toàn tỉnh. Thủ tướng nhắc lại, cách đây 22 năm, Bắc Cạn, Hưng Yên và Quảng Nam là ba tỉnh được tái lập. Lúc đó thu ngân sách của Bắc Cạn chỉ có 28 tỷ đồng, Hưng Yên 150 tỷ và Quảng Nam là 110 tỷ. Đến nay, Hưng Yên và Quảng Nam đã tự chủ và có đóng góp cho ngân sách trung ương. Chỉ còn lại Bắc Cạn do xuất phát điểm thấp, giao thông và địa hình hết sức khó khăn, nên hầu như tỉnh này chưa có lối ra trong phát triển. Trước khó khăn hiện nay của Bắc Cạn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải có trách nhiệm hỗ trợ Bắc Cạn sớm khai thác được các tiềm năng thế mạnh của mình để phát triển nhanh hơn. Các cấp, các ngành ở trung ương cần phải quan tâm, nhất là lĩnh vực giao thông vận tải, cũng ghi đầu sổ vào cái việc những công trình mà chúng ta phải tập trung. Đấy, chứ không phải nói mà không làm. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng các bộ ngành để tạo cú hích cho các đồng chí. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để xây dựng quốc lộ 3 mới, đoạn từ chợ mới đến thành phố Bắc Cạn. Đối với dự án đường từ xã Quân Bình, huyện Bạch Thông vào đến Hồ Ba Bể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng này phải báo cáo nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh. Nếu con đường dài 45 km này được xây dựng, sẽ rút ngắn được gần 20 km so với đường cũ, giúp cho Bắc Cạn khai thác được tiềm năng về du lịch lớn nhất của mình là Hồ Ba Bể, một trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Ngoài lĩnh vực giao thông, Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương với nhiều kiến nghị của tỉnh Bắc Cạn. Trước đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thái Nguyên trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh này đang phấn đấu sẽ tự chủ được thu chi ngân sách từ năm nay. Đến năm ngoái, thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên đã đạt trên 15.000 tỷ đồng, gấp đôi so với mức thu của 3 năm trước đó. Thực hiện nhiệm vụ phải sớm tự chủ được ngân sách chi thường xuyên mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao vào giữa năm ngoái. Sau 8 tháng của năm nay, thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên đã được gần 10.000 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán năm. Sau hội nghị xúc tiến đầu tư giữa năm ngoái, đến nay hàng chục dự án đã được triển khai và nhiều nhà đầu tư khác cũng đã đến với Thái Nguyên với tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã khẳng định với Thủ tướng, tỉnh sẽ phấn đấu tự cân đối thu chi ngân sách từ năm nay sớm hơn một năm so với kế hoạch. Đến cuối năm nay, Thái Nguyên cũng sẽ có 101 trong tổng số 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới về trước một năm so với mục tiêu. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị thu hút đầu tư tại Indonesia với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp hai nước. Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố có trên 200 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó 80% kêu gọi cho lĩnh vực giao thông, 20% cho dịch vụ, thương mại, văn hóa. Đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp Indonesia, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Indonesia kinh doanh ổn định, lâu dài và có hiệu quả tại thành phố. Hiện Indonesia đang có 39 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đạt gần 30 triệu đô la Mỹ. Trong dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Điều phối Hàng hải Indonesia và Thống đốc Jakarta cùng trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác phía Indonesia trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, quy hoạch giao thông, chống ngập, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã tới nghiên cứu dự án để chống lụt và một số doanh nghiệp khởi nghiệp nước này.
Sáng ngày 24 tháng 8 tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện Ngày Máy Học. Tại sự kiện, nhiều chuyên gia Việt Nam đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lớn ở Nhật Bản, Mỹ, Australia và châu Âu đã trình bày những thành tựu mới nhất liên quan tới máy học, trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn. Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể giúp điều tiết nước tại hệ thống thủy lợi phù hợp theo tình hình thời tiết. Phanh tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp cứu sống nhiều người. Dự án FIRST của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Thế giới cũng đang tài trợ cho dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bệnh án điện tử, hỗ trợ bác sĩ kê đơn thuốc chống sai sót trong chỉ định, dùng nhận dạng tiếng nói để tạo bệnh án điện tử hay gợi ý phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện chưa có một chiến lược dài hơi về phát triển AI trong các lĩnh vực. Việc kết nối, phát triển mạng lưới các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ giúp Việt Nam hình thành đội ngũ nghiên cứu giỏi, tiếp cận với những hướng nghiên cứu mới, từ đó bắt kịp xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Chuyển đổi số trong nông nghiệp hay còn gọi là nông nghiệp 4.0, tức là thay đổi phương thức quản lý nông nghiệp, mở đường cho những hoạt động sản xuất chính xác, chặt chẽ mà con người không cần có mặt trực tiếp. Đây là lộ trình không thể thay đổi, nhưng để triển khai rộng rãi trong nền nông nghiệp Việt Nam thì bản thân nông dân sẽ gặp không ít thách thức và yêu cầu cần có sự liên kết giữa các bên. Tham luận với chủ đề chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho chuyên gia Nguyễn Tuấn Hoa trình bày tại hội thảo đã thu hút rất nhiều người. Quan điểm của chuyên gia này cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ số toàn diện trên lĩnh vực nông nghiệp, từ khâu xử lý đất, bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản và giám sát nguồn gốc hàng hóa. Tuy nhiên, công nghệ 4.0 chỉ có thể ứng dụng rộng rãi khi có sự liên kết. Bởi vì người dân không biết là nếu người dân học được một chút cái này, một chút cái kia mà làm ấy thì còn hỏng hơn là không làm. Nhưng mà nó có đội ngũ kỹ thuật, người ta đến người ta nói rằng anh làm sai rồi, phải làm như vậy. Và tôi cam kết với anh là thành công, nếu không tôi đền. Thách thức lớn nhất hiện nay về khả năng chuyển đổi số trong nông nghiệp, đó là trình độ của người nông dân có giới hạn, đó là chưa kể chi phí chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp khá lớn. Đây là trang trại mà nhiều người gọi là trang trại 4.0 ở phường 9 thành phố Đà Lạt. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh ngồi tại nhà, người chủ cũng biết được thông tin về độ ẩm, nhiệt độ trong vườn, dinh dưỡng trong đất. Dù trang trại cách xa nhà đến cả chục km, năng suất cây trồng, doanh thu đã tăng lên nhiều lần. Rào cản lớn nhất để có những trang trại 4.0 như thế này là vốn, 1 hectare lên đến vài trăm triệu đồng, thậm chí vài tỷ. Đây cũng là điều mà nhiều người băn khoăn khi nông dân tiếp cận với nông nghiệp 4.0. Cần phải có thời gian, chúng ta phải đào cạo. Thứ hai nữa, phải có một chính sách phát triển lâu dài, quy hoạch bài bản, rồi kêu gọi được các doanh nghiệp lớn có cái tiềm năng về công nghệ, về tài chính thì vào đây để làm đầu tàu, rồi kết nối các chuỗi liên kết với các hộ sản xuất thì như thế thì mới khả năng. Cái còn để người dân tại chỗ làm thì không được. Ai truyền tải cái đấy đến người dân? Đó chính là các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ. Đó là những cái tầng lớp, những doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm kiến thức, nắm công nghệ, nắm quy trình đến với người dân, làm cho người dân. Không phải người dân tự làm. Rất cần nhiều hơn những trang trại 4.0 như thế này. Tuy nhiên, để nhân rộng thì nông dân, nhất là nông dân thiếu tiềm lực kinh tế, đang rất cần có sự kết nối, hỗ trợ để tháo gỡ về rào cản, về vốn, về công nghệ, để từ đó xây dựng cho mình những trang trại thông minh, những trang trại mà người chủ không cần góp mặt, nhưng cây hoa vẫn xanh tốt và cho năng suất cao. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Nhiều điểm trường tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi có lũ dữ đi qua hồi đầu tháng 8, vẫn gặp nhiều khó khăn trước thềm năm học mới do hậu quả thiên tai để lại. Khơi dậy sức sống của ca trù tại ngôi làng cổ Đông Dương, tỉnh Quảng Bình, khi trong suốt hơn 10 năm qua, cộng đồng tại đây đã tham gia vào việc gìn giữ ca trù một cách rất có trách nhiệm. Thưa quý vị, sau đợt mưa lũ lịch sử hồi đầu tháng 8 vừa qua, huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi phải chịu nhiều thiệt hại về người và của, đã nhanh chóng ổn định lại công tác dạy và học tại các điểm trường bị ảnh hưởng do thiên tai. Với sự quan tâm của cộng đồng xã hội, ngành giáo dục Quan Sơn quyết tâm không để một em học sinh nào không tới lớp trong ngày khai giảng năm học mới. Thế nhưng thực tế cho thấy những vất vả khó khăn do thiên tai để lại cho thầy và trò nơi đây mới chỉ được giải quyết tạm thời. Điểm trường tiểu học Khu Son thuộc trường tiểu học xã Na Mèo oằn mình trong lũ dữ hôm mùng 3 tháng 8. Hơn 20 ngày sau khi lũ rút, một điểm trường mới đang được gấp rút hoàn thiện. Các thầy giáo lắp ghép bàn ghế mới và những cuốn sách giáo khoa cũng thơm mùi giấy mới. Tất cả đã tạm ổn để năm học mới bắt đầu.
Lo lắng nhất lúc này chính là làm sao để tất cả các em học sinh đều tới lớp. Rất nhiều em là bị cuốn trôi nhà và trong đó có một số em là mất người thân. Thì cái tâm lý của em chưa ổn định nên là nhà trường cũng đang lo lắng là làm sao đến ngày khai giảng tập hợp các em đầy đủ ra trường đúng lớp theo quy định. Thấp hơn so với mặt đường tới 5 mét và ngay sát bờ suối là điểm trường tiểu học Bản Muống, xã Sơn Thủy. Tuy không bị thiệt hại nặng nề như điểm trường tiểu học Bản Son, nhưng trên địa bàn huyện Quan Sơn, đây lại là một trong số những điểm trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong đợt mưa lũ vừa qua, bức tường bao dài 100 mét cao hơn 2 mét của điểm trường này đã bị lũ từ thượng nguồn đổ về đánh sập. Các thầy cô giáo của trường cho biết, mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, nhà trường thường xuyên phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Điểm trường Sỏi Bìn, mầm non xã Sơn Lư lại là nơi thiếu lớp. Năm học mới này, do sáp nhập hai điểm trường lẻ, sĩ số học sinh tăng gấp đôi, trường phải làm thêm hai phòng học tạm bằng tranh tre. Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong ngoài lớp học, nhà trường cũng đã nhiều năm đề xuất với các ngành chức năng, nhưng do kinh phí hạn hẹp cho nên là cũng chưa được đầu tư. Những khó khăn trước mắt tại các điểm trường đã tạm thời được khắc phục. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng dạy và học, theo đại diện ngành giáo dục huyện Quan Sơn, về lâu dài, nhiệm vụ đặt ra vẫn là phải quy hoạch lại các điểm trường lẻ, mà để làm được việc này thì lại không hề đơn giản. Vướng cái khó khăn là phải tìm được cái quỹ đất và kinh phí để giải phóng mặt bằng, rồi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng học cho học sinh. Huyện Quan Sơn có tới hơn 60 điểm trường lẻ. Năm nào huyện cũng phải chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Nếu không có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cộng đồng xã hội, chưa biết đến bao giờ ngành giáo dục của huyện biên giới này mới hết những vất vả khó khăn. Sạt lở đang bủa vây đồng bằng sông Cửu Long với mức độ ngày càng nghiêm trọng và khó đoán. Toàn vùng hiện có hơn 500 điểm sạt lở với chiều dài gần 800 km. Mặc dù thời gian qua các địa phương đã căng mình ứng phó với thiên tai, nhưng nguồn vốn hạn chế cùng những giải pháp căn cơ vẫn là điểm nghẽn trong công tác ứng phó lâu dài trước hiện tượng thời tiết cực đoan này. Liên tiếp sạt lở, hơn 70 mét quốc lộ 91 đoạn thuộc xã Mỹ Bình, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã bị sụp xuống sông Hậu, ăn sâu vào bờ gần 40 mét. Giao thông không những bị cắt đứt mà hàng chục nhà dân cũng có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Vốn để mà khắc phục cái hố xoáy này thì nó ước tính vào khoảng 20 tỷ tới 25 tỷ. Thì cái đó thì đơn vị tư vấn sẽ đo lại chính xác. Bởi vì cái số 20 tới 25 tỷ là căn cứ trên cái khảo sát tổng quan của Sở Tài nguyên Môi trường trên diện rộng. Không chỉ ở vùng đầu nguồn mà tại thành phố Cần Thơ, quốc lộ 80 thuộc huyện Vĩnh Thạnh cũng đang bị sạt lở nhiều điểm. Có thể nói sạt lở bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng diễn biến khó lường. Thời gian qua thì các địa phương đã nỗ lực ứng phó cũng như khắc phục hậu quả. Thế nhưng do nguồn lực có hạn nên chẳng thấm vào đâu. Kiên Giang đã thông báo tình trạng khẩn cấp do sạt lở đê biển. Ước tính 1/4 chiều dài với gần 80 km bờ biển đang bị đe dọa, nhiều nơi tiến sát chân đê, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân. Còn tại Cà Mau, hai bờ biển Tây và biển Đông đều bị sạt lở. Bãi bồi dài từ vài trăm mét đến vài km đã bị mất. Công tác ứng phó chỉ mang tính tình thế tạm thời. Chúng tôi cũng mới được hỗ trợ để mà làm những cái kè ở những cái khu vực mà rất nghiêm trọng thôi, đặc biệt nghiêm trọng thôi và rất là khẩn cấp thôi. Chứ còn là những cái vùng sạt lở hiện nay mà ở mức độ chưa thật là khẩn cấp nghiêm trọng lắm thì cũng chưa có tiền để chủ động làm các cái công trình này. Và khó khăn lớn nhất địa phương hiện nay là làm sao tìm các nguồn vốn, kể cả vốn trung ương, nguồn vốn của địa phương cũng phải khắc phục nhanh đó để cho nó hạn chế cái lở cho ông ấy là nó xối lở vô sâu nữa. Để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu phức tạp, khó lường, các bộ ngành trung ương có nhiều chuyến khảo sát hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài cái việc sử dụng cái dự phòng của ngân sách địa phương ra thì phải có cái dự phòng của ngân sách trung ương để mà giúp cho hỗ trợ cho các tỉnh để xử lý ngay, khắc phục ngay kịp thời để chúng ta giảm thiểu cái thiệt hại của các cái vùng này. Nhưng về căn cơ lâu dài thì phải có cái hỗ trợ của trung ương với những cái dự án cần thiết. Sạt lở bờ sông bờ biển lan rộng toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong khi đây là vùng sản xuất nông nghiệp rất dễ bị tổn thương. Do vậy, đầu tư kịp thời các công trình đê kè ở những nơi xung yếu đang là nhu cầu cấp bách hiện nay để giảm thiệt hại thiên tai, đồng thời giữ đất, giữ rừng, giữ ổn định cuộc sống cho người dân. Lũ thấp và về muộn, người dân tại đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do sinh kế bị ảnh hưởng. Tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, hàng ngàn hộ dân vùng đầu nguồn sống dựa vào khai thác và nuôi thủy sản mùa nước nổi.
3 tháng mùa nước, tháng lợi có thể đủ sống cho cả một năm. Thế nhưng năm nay, nhiều người đã phải bỏ quê đi làm ăn xa vì không thể trông đợi khai thác từ những nguồn lợi từ mùa lũ. Chỗ này, thời điểm này năm ngoái đã ngập sâu gần 2 mét nước. Nếu nước ngập đồng, ông Khang có thể thả tôm càng xanh và thu về hàng trăm triệu đồng tiền lời chỉ sau vài tháng nuôi. Nhưng này, lứa tôm con vẫn còn chen chúc trong ao. Cái lũ gì mình xả cho nó ra đồng. Nó rộng rãi, thưa thớt, nguồn nước mát á, là nó mới lớn. Còn giờ mình để trong ao không gì thì nó quá dày đi. Có lỗ nhẹ gì đi nữa đó là có khoảng 200. Thì lũ không về coi như là tôm không lớn. Coi như nhốt trong ao hoài thì bị thi thuộc vậy đó. Mình phải bị thua chứ không còn gì nữa hết trơn. Ở một trong những cánh đồng xả lũ thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, nơi ngập sâu nhất vẫn chưa qua ngọn lúa chét. Nước trên đồng cũng chủ yếu là nước mưa, không phải nước lũ. Nên những cây giớn này chưa bắt được gì. Điều người dân lo lắng hơn cả là vụ lúa năm sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái lượng phù sa nó không có thì nước đồng làm nó lúa ruộng là phải không trúng rồi đó. Chắc ăn là điều đó. Thứ hai nó nhiều cái phá hại như là chuột hay là này kia đồ nó phải có hơn rồi đó. Ồ, đất nè, thật nè, chạy cống hết trơn nè. Thì phù sa không có thì nó phải chai rồi. Chứ nước lên thì phù sa nó có, đất nó bồi bụng, sắp sập hả? Nếu mà lũ không về thì bà con khổ, còn nước đi Đồng Nai nữa hết trơn. Chứ có ai mà mặn gì, đất ruộng này bây giờ mặn không được thì bỏ xứ luôn chứ còn gì nữa làm. Bỏ miền Tây đi miền Đông đang là lựa chọn của nhiều người khi không còn mặn mà với mùa lũ. Chỉ riêng ở xã Vĩnh Hội Đông của huyện An Phú, tỉnh An Giang, khoảng 1/3 dân số đã rời quê đi làm ăn xa. Nước không lên đồng thì người dân không thể nào khai thác được. Là họ phải đi mưu sinh, như đi làm các cái công ty, làm thuê ở các công ty như thành phố, Bình Dương, Đồng Nai. Bây giờ nói chung dân mình giờ đi sống ở công ty Đồng Nai, thành phố Bình Dương là hết 80%. Còn những cái người già với lại cái người tật nguyền nó ở lại thôi. Còn như đi hết rồi. Thưa quý vị, ngôi làng cổ Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình không chỉ nổi tiếng với rừng trăm bầu và giếng trăm cổ quanh năm cho nước ngọt trong lành, là vùng quê có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời. Ngôi làng nhỏ bên bờ sông Danh này còn duy trì phát triển được một gia tài vô cùng quý giá, đó là làn điệu ca trù, với lối hát đứng và là cái nôi duy nhất ở Quảng Bình còn bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca trù. Trong tiểu mục văn hóa về tuần này, xin mời quý vị cùng phóng viên của chúng tôi đến ghé thăm câu lạc bộ ca trù của làng Đông Dương. Nhắc đến ca trù của làng Đông Dương ngày nay, không thể không nói đến nghệ nhân Hồ Xuân Thể và cây đàn đáy trên 100 tuổi, linh hồn chính của những điệu ca trù cổ. Cây đàn được ông xem như báu vật, được truyền từ đời ông cố nội khi còn là kép chính trong đoàn hát ca trù của làng Đông Dương trước những năm tháng chiến tranh. Gắn bó với gia đình ông xuyên suốt 4 thế hệ và cũng với cây đàn của cha ông để lại, ông Thể lại tiếp bước trở thành kép độc nhất sử dụng loại nhạc cụ này khi ca trù của làng hồi sinh. Cái đàn này là từ đời ông cổ nội của nó. Thì như cái tính đến như thế bây giờ là nếu kể tôi là 4 đời mà tính đến cái đời mà cái thanh gảy đó nữa là 5 đời đó, 5 đời đánh cái đàn đấy. Sau khi chiến tranh thì là ông nội tôi là ông đi mua ông mang cái đàn đấy. Đi đâu chạy giặc đi đâu cả chịu cái đàn đấy. Ta gọi là giống như một cái vật bảo tổ tiên để lại và đồng thời là quyết trừ lấy cái đàn. Tôi giữ lại cái đàn mà hôm nay mà có ca trù, nếu mà tôi không giữ lại cái đàn này thì ca trù đông dương không có. Đàn đáy còn thì ca trù sẽ còn. Chiến tranh qua đi, xuất phát từ niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật của cha ông để lại. Ông Thể dùng tiếng đàn đáy kêu gọi mọi người trong làng khôi phục lại ca trù. Và đến năm 1999, câu lạc bộ ca trù làng Đông Dương đã được thành lập dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân cao tuổi trong làng. Nằm trên dải đất miền Trung và cũng là nơi mà ca trù tiến vào Nam xa nhất rồi dừng lại, nên ca trù của làng Đông Dương xưa bị ảnh hưởng đậm nét bởi văn hóa cung đình. Sinh hoạt của người dân cũng lệ thuộc vào văn hóa nơi cửa đình. Nên không gian hát chơi, lối hát đối đáp hội hè giữa các tài tử, danh nhân, mặc khách, các tư gia, cá nhân chủ thể là lối hát nơi cửa đình. Trong mấy năm gần đây đấy,
thì phải nói rằng là ca trù phục hưng một cách mạnh mẽ. Tùy từng địa phương mà nó sống lại ở mảng này hay nó sống lại ở mảng này. Thí dụ như đối với Quảng Bình hiện nay đấy, cái lối hát thờ thánh ấy, thì người ta vẫn giữ được và vẫn còn tập hát tục hát thờ thánh ở các đình làng. Thành thì ca trù Quảng Bình giữ được cái mảng mà mang tính chất Quảng Bình nhất chính là cái mảng hát thờ thánh. Thế thì ở vùng nào cũng thế thôi, khi đã thấy hát thờ thánh thì dứt khoát đào nương phải hát đứng. Phương thức có thể là anh có nhang án thì anh gõ vào nhang án, còn nếu không có nhang án thì anh phải dùng phách lắc tay, tức là anh lắc tay thế này, lắc phách mà anh hát. Để nó bảo đảm cái gì? Để nó bảo đảm rằng ca trù thì phải có phách, bất có phách bất thành ca trù. Mà cái lắc phách ấy thì phần lớn là nó nằm từ Hà Tĩnh đổ qua Đèo Ngang vào với Quảng Bình. Thế cho nên là chúng ta khi vào Quảng Bình ấy, chúng ta thấy họ hát khế, thì chúng ta thấy họ hát cái điệu hát riêng của họ. Và khi hát đấy thì họ thường hay là đứng và họ cầm phách họ đánh. Thì phải nói rằng lối hát thờ thánh của Quảng Bình là một lối hát có phong cách Quảng Bình. Phong cách Quảng Bình ấy nó vẫn giữ được cốt cách của ca trù, tức là nó vẫn có đào nương, có phách, có đàn đáy và có trống trầu. Thế tức là cốt cách còn giữ được, nhưng phong cách thì có thay đổi. Ngoài hình thức diễn sướng phục vụ tín ngưỡng thờ thánh, thì ca trù làng Đông Dương vẫn còn được tồn tại với những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, với những làn điệu ca trù ngợi ca quê hương, đất nước, nhớ về nguồn, đấng sinh thành, với gần 200 bài ca trù cổ như hát văn, hát phú, hát mở hay hát khế. Cô rất tự hào về cái bản sắc của quê mình, bởi vì là có những cái làn điệu ca trù là rất là phong phú, có những cái câu mà chữ nôm chữ hán á, thì các cô thì thế hệ sau các bà nghệ nhân cho nên cũng chưa hiểu hết, thì các cô cũng nhờ các bậc cao niên trong làng là giảng dạy cái làn điệu của ca trù Quảng Bình thì đậm chất miền Trung hơn, chậm rãi rất sâu lắng. 17 làn điệu đều khác nhau hết, không có làn điệu nào giống làn điệu nào. Và để không bị mai một, mọi người trong câu lạc bộ bảo nhau truyền dạy cho các cháu nhỏ trong làng để các cháu nắm được cơ bản kỹ thuật và các làn điệu ca trù, vừa là để tham gia phục vụ biểu diễn khi làng có hội, vừa tham gia vào hội diễn trong các cuộc thi về ca trù với các làng khác. Câu lạc bộ Tỷ Hòn nó bây giờ có trên 24 cháu. Các nghệ nhân và các nào ở trong câu lạc bộ ca trù thì có đào tạo cho một cái lớp, tức là các cháu thường thường, tức là các ngày hè. Là có khi tổ chức tức là 10 buổi hoặc là 7 buổi hoặc là 5 ngày vân vân, thì là vẫn cái tổ chức truyền dạy. Và bây giờ số các cháu bây giờ truyền dạy mà nói thế bây giờ vẫn hát được, vẫn biểu diễn được. Chúng tôi cũng đã đặt trên cái tiêu chuẩn của nó là gọi phải là trẻ già măng mọc, làm gì thì làm, nhưng cái vốn của cái nhà trò đó là vẫn biết là được. Thì sau này là họ không làm thì họ ra họ về thì nhất khoát họ sẽ biết cái cát là nhà trò. Tròn 10 năm kể từ khi ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 15 tỉnh thành của cả nước có sinh hoạt ca trù đang lập báo cáo đánh giá lại kết quả 10 năm thực hiện cam kết với UNESCO trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản này. Và có thể thấy từ một loại hình nghệ thuật cần được bảo vệ khẩn cấp, thì đến nay ca trù đã có được sự phát triển mạnh mẽ, cũng phần nhiều nhờ vào việc duy trì, bảo tồn và thực hành một cách đầy đủ tâm huyết của chính những người dân, chủ thể của di sản. Từ năm 2008 đến bây giờ, tức là 10 năm, phải nói là chúng ta làm rất tốt. Đặc biệt là thái độ của cộng đồng. Cộng đồng đã tham gia vào việc gìn giữ ca trù một cách rất có trách nhiệm. Chúng ta thấy rằng 15 tỉnh thành là 15 cái điểm sáng của ca trù hiện nay. Rất nhiều giọng hát hay, rất nhiều những điệu múa đẹp đã được phục hưng. Đặc biệt với ca trù cổ đạm thì hầu như tất cả các điệu múa ca trù mà hát trong cung vua phủ chúa thì đều được phục hưng lại. Đấy, thì đấy là một cái điều mà tôi cho rằng là ca trù nó đã sống lại với thời hiện tại. Và với người dân làng Đông Dương cũng vậy, ca trù không chỉ trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu, một món ăn tinh thần mang đậm bản sắc dân gian, mà còn là cách để góp phần lan tỏa và bảo tồn di sản một cách hiệu quả nhất.
Đến đây bản tin thời sự xin được khép lại. Để xem lại các chương trình của Ban Chỉ huy Đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.